Mời bạn cùng nghe và tham khảo. Nghi thức lễ cưới tại nhà thờ cho cặp đôi đạo Thiên Chúa. Việc tổ chức lễ cưới trong nhà thờ đối với những cặp đôi theo đạo Thiên Chúa là nghi thức thiêng liêng và quan trọng nhất. Chính vì thế mọi khâu đều được lên kế hoạch, chuẩn bị chỉnh chu nhất. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng rõ từng khâu chuẩn bị, có thể được chứng kiến nhiều người làm lễ cưới nhà thờ. Nhưng vẫn còn có rất nhiều khâu tỉ mỉ xung quanh để có ngày lễ hoàn hảo nhất. Sưu tầm từ trang web Aloha Studio để chia sẻ cùng bạn những bước cần chuẩn bị cho một lễ cưới diễn ra long trọng, sốt sắng và đầy đủ ý nghĩa nhất. Phần 1. Chuẩn bị trước lễ cưới. Phần 1/1. Ra mắt cùng gia đình hai bên và trình diện cùng cha quản xứ bên nữ. Thường khi hai bạn yêu nhau xác định tiến tới hôn nhân, để diễn ra đám cưới theo kế hoạch như mong muốn, hai bạn cần chuẩn bị trước và tìm hiểu trước để không bị vỡ kế hoạch. Trong đám cưới của người Công giáo thì nghi thức lễ cưới là trước nhất và quan trọng nhất. Chính vì thế mọi khâu cần ưu tiên chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra tốt đẹp nhất. Hai bạn yêu nhau công khai, xúc tiến đến hôn nhân và ra mắt cùng hai bên gia đình. Trong ngày ra mắt đó, nên cùng nhau đến cha quản xứ hiện tại của nơi bạn ở để cùng trình diện, để có thể nghe được lời tư vấn của cha về các công đoạn chuẩn bị như có thể chọn học giáo lý ở quê, hay đi làm xa thì xin giấy ủy quyền để đến nơi thuận tiện cho hai bạn học giáo lý hôn nhân. Thời gian học lấy chứng chỉ có thể từ 3 đến 6 tháng, tùy từng địa phương, nên chuẩn bị trước để không bị gấp gáp. Phần 1/2. Nhận lịch học hôn nhân và lấy chứng chỉ giáo lý hôn nhân. Sau khi xin được lịch học, thì hai bạn cần học một cách nghiêm túc để lấy được chứng chỉ giáo lý hôn nhân. Thực ra trong giáo lý hôn nhân không có gì là khó cả, mà tất cả để phục vụ cho hai bạn có kỹ năng để về chung sống cùng với nhau tâm lý cũng như sinh lý. Chính vì thế lời khuyên cho bạn là công đoạn này rất quan trọng. Hai bạn nên cùng nhau đi học và cùng học một cách nghiêm túc. Khi hai bạn đều cùng là người có đạo thì mọi việc suôn sẻ và đơn giản hơn. Còn nếu một trong hai người không phải cùng đạo thì thông báo càng sớm càng tốt, vì người không cùng tôn giáo cần thêm một vài nghi thức khác nữa. Sau khi nhận được chứng chỉ nên nộp lại cho cha quản xứ sớm nhất để cha có thể rao hôn phối ở nhà thờ, xem xét hai bạn có gặp ngăn trở khác như có con ngoài giá thú, hoặc trước đây đã có ai lập gia đình chưa, hay có quan hệ huyết thống hay không. Những ngăn trở phạm phải đều cấm kỵ, đều phải được giải quyết. Và một điều thú vị nữa, khi chờ thời gian cha rao hôn phối, ý nghĩa nữa chính là trong thời gian chờ rao hôn phối là để hai bạn có thời gian tĩnh tâm, xét bình, suy nghĩ, để hai bạn có tâm lý sẵn sàng đón nhận hôn nhân. Vì hôn nhân là điều thiêng liêng đối với người có đạo. Một ý nghĩa rộng lớn nữa là để giảm thiểu ly hôn, chia tay sau khi cưới. Chính vì vậy, thời gian chờ cha rao hôn phối là khâu rất quan trọng. Tinh tế dành cho hai bạn đang có ý muốn tiến tới đời sống vợ chồng. Phần 1/3. Cùng gia đình chọn ngày làm lễ cho phù hợp. Những công đoạn trên đều đã được chấp thuận ổn thỏa, hai bạn cùng hai bên gia đình sẽ thảo luận để chọn ngày tổ chức lễ cưới, ghi vào thiệp mời và chuẩn bị các khâu liên quan khác cho ngày lễ cưới trên thánh đường. Phần 1/4. Xưng tội trước khi làm lễ. Một điều cực kỳ quan trọng để trước khi bắt đầu làm lễ cưới là hai bạn cần phải xưng tội, cần thật lòng xưng hết mọi tội, để ngày cưới hai bạn đều sẵn sàng có tâm hồn đẹp, cùng hứa hẹn và thề nguyện trước đấng tối cao, cùng tất cả người thân tham dự lễ cưới và dành riêng cho tình yêu hai bạn. Phần 2.
chuẩn bị gì trong lễ cưới nhà thờ. Phần 2 trên 1, trang phục lễ cưới. Hai bạn cần để ý đến trang phục lễ cưới trong nhà thờ, nên ưu tiên trang phục trang trọng, lịch sự. Một số gợi ý về áo cưới mặc trong lễ cưới nhà thờ: váy cưới dáng chữ A, dáng suông, áo dài cưới, váy cưới xòe vừa phải, váy đuôi cá. Khi bạn chọn trang phục này, nên lưu ý chọn những chiếc váy dài tay hay tay con. Trang phục cần sự thanh lịch, sang trọng và tinh tế, bởi đây là buổi lễ về tinh thần. Cần sự trang nghiêm, lịch sự mang hướng cổ điển sang trọng. Phần 2 trên 2, trang trí lễ cưới. Một số nhà thờ ở Việt Nam sẽ có trang trí sẵn như hoa, phi văn để đồng bộ với khung cảnh lễ đường. Nếu muốn trang hoàng theo ý mình, cô dâu chú rể nên trình bày rõ với cha xứ và tìm hiểu những điều được phép cũng như không được phép thêm vào nơi làm lễ. Về việc trang trí với hoa, vì không gian nhà thờ mang tính chất tôn nghiêm, nên khi tự trang trí, cô dâu chú rể không nên gắn nhiều hoa hay phụ kiện vào không gian, tránh rườm rà mà chủ yếu cần điểm hoa ở những vị trí quan trọng như hai bên bàn thờ Chúa, lối dẫn lên cung thánh và dọc những băng ghế của nhà thờ. Phần 3, các nghi thức lễ cưới nhà thờ cơ bản. Phần 3 trên 1, một tâm hồn trong sạch. Trước khi vào buổi lễ, cô dâu và chú rể đều đã được xưng tội, vậy còn lại trong ngày lễ hai bạn phải thật thành tâm, giữ cho mình tâm hồn đẹp, cùng nhau trao lời thề trước tất cả mọi người. Hãy cùng trao nhau những câu nói thật lòng trước sự chứng giám của Thiên Chúa. Phần 3 trên 2, nghi thức lễ cưới do cha chủ tế chứng hôn. Những trình tự bắt buộc phải có trong nghi thức bao gồm: cô dâu, chú rể trao đổi lời thề nguyện bên nhau trọn đời, làm phép cưới trong nhà thờ, đôi uyên ương trao nhau nhẫn cưới. Sau khi thủ tục đã xong, cặp đôi sẽ ký tên vào sổ hôn phối của nhà thờ. Khi thực hiện các nghi thức này tại nhà thờ, tâm lý của cô dâu, chú rể thường sẽ rất hồi hộp, dẫn đến việc quên, nói vấp, ngập ngừng. Tuy nhiên, cô dâu, chú rể sẽ được cha xứ tập luyện cho một lần trước hôn lễ. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để bạn trơn tru từng câu từng chữ. Vì thế, lời khuyên là bạn nên dành thời gian để luyện tập nhiều lần tại nhà thờ. Đến khi nào bản thân thấy nhuần nhuyễn hay về nhà đứng trước gương, đọc to để tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Phần 3 trên 3, lời cảm ơn đến cha và quan khách. Cuối lễ cần soạn lời cảm ơn đến cha chủ tế, cũng như người thân, quan khách đã góp mặt trong buổi lễ cưới trên thánh đường. Cũng như ca đoàn, các hội đoàn đã hỗ trợ hai bạn có một đám cưới hoàn chỉnh đến thế. Hãy dành những lời cảm ơn thật lòng đến sự đóng góp hậu cần mà họ đã dành thời gian, sức lực chuẩn bị lễ cưới cho hai bạn. Phần 4, sau lễ cưới làm gì? Phần 4 trên 1, chụp ảnh lưu giữ. Một ngày hết sức linh thiêng, quan trọng và ý nghĩa như thế này, nên chúng ta hãy cùng nhau chụp ảnh lễ cưới lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa cùng cha chủ tế, người thân, anh em bạn bè để lưu giữ những hình ảnh ý nghĩa, thiêng liêng của hai bạn trong ngày lễ cưới cùng tất cả mọi người nữa nhé. Có thể bạn nên lựa chọn các nhiếp ảnh gia, thợ quay phim là người Công giáo hoặc đã có kinh nghiệm phục vụ Công giáo để nắm được các nghi thức diễn ra trong thánh lễ hôn phối. Lấy ảnh không thừa mà cũng không thiếu, tránh trường hợp đi lại nghênh ngang, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm trong nhà thờ. Phần 4 trên 2, có thể tổ chức tiệc ăn khuya cùng hai gia đình. Có thể có hoặc không, thường lễ cưới ưu tiên tổ chức thuận tiện cho nhà gái nhất, giáo xứ của nhà gái, và sau khi lễ xong, thường thì mọi người quây quần bên nhau bên bữa cơm nhỏ để chúc mừng cho lễ cưới vừa được diễn ra tốt đẹp, thắt
chặt tình cảm thông gia và cũng là để kỷ niệm. Trên đây là tất cả công đoạn cần chuẩn bị cho nghi thức lễ cưới tại nhà thờ mà có thể nhiều bạn đang cần tìm hiểu cho lễ cưới của mình. Ngoài ra, hãy nhận lời tư vấn của cha xứ và bố mẹ bạn hoặc là những người đã có kinh nghiệm đi trước để giúp bạn có một thánh lễ long trọng, sốt sắng và tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm.